Trong bối cảnh dịch COVID-19 có xu hướng lắng dịu ở Hàn Quốc, các ngôi chùa, nhà thờ Tin Lành và nhà thờ Công giáo ở nước này đã mở cửa trở lại vào cuối tuần qua, tuần đầu tiên sau khi nới lỏng giãn cách xã hội. Dù vậy thì người dân đến các địa điểm này được yêu cầu giữ khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang đúng quy định. Nhà thờ Onuri, một trong những nhà thờ lớn nhất tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, đã yêu cầu các tín đồ phải đặt chỗ trực tuyến trước khi tới nhà thờ và phải ngồi đúng theo vị trí đã được sắp sẵn nhằm đảm bảo giữ khoảng cách an toàn. Nhà thờ cũng hạn chế số lượng tín đồ tới làm lễ xuống còn 700, so với sức chứa lên tới khoảng 3.000 tín đồ. Chùa Tào Khê ở Seoul, Hàn Quốc cũng khai đàn pháp hội trở lại sau 2 tháng. Trước khi vào điện làm lễ, các Phật tử được đo thân nhiệt, khử trùng tay, ghi chép lại thông tin cá nhân, giữ khoảng cách trên 1 mét và giảm 1/3 số chỗ ngồi so với thông thường.